chỗ ngủ đâu. Con nói tối con ngủ chỗ nào? Ngủ bên đây. Ngủ với ai? Ngủ trước mắt. Ngủ dưới mắt ở đó hả? Thôi bữa khác con lại ngủ nha. Nè. Bữa nay con phải đi về, con lại thay quần áo dơ quá. Hả? Come back. Come back. Come back tiếng Việt Nam là gì? Trở lại. Trở lại. Thôi giờ con hôn ông nội đi, ông nội đi về. Hôn ông nội ngon nha. Hôn ông nội mấy cái nè. Nè, giờ thương mắt thương ông nội để đâu nè? Thương ông nội để chỗ nào? Để trên lỗ mũi hả? Ừ, để đâu? Thương ông nội để đâu? Ồ, để trong đó hả? Ồ, vậy đó hả? Ồ, dạ, hôn ngon quá vậy hả? Ô dạ, thương nhiều vậy đó hả? Thương ngon nhiều vậy đó hả? Dạ. Mát coi có muốn nói gì không? Không. Nói đi. Anh nói mát không muốn anh nói gì vậy? Muốn nói đây hả? Hả? Con nói đây tối con lại ngủ đâu nè? And it can turn into a yoga. Yeah. Huh? Yeah, and it's clean. Clean, huh? Thôi bữa khác con lại ngủ nha. Không, hả? Không được hả? Ông đi ngủ bên đây nè. Ông lại ngủ đó rồi, má ngủ chỗ nào? Ngủ chỗ bên đây. Má ngủ đâu? Ngủ, ông nói anh nói cô biết. Ngủ em bên đây. Má ngủ kế ông nội hả? À, bác thương nó nhiều lắm hả? Dạ. Thương tới bao nhiêu lần đúng rồi nghe coi. Thương tới bao nhiêu? Thương tới bao nhiêu đó hả? Thương để đâu? Thương nó để đâu? Để đâu? Để đầu hay để đâu? Để đâu? Để trong con mắt hả?